miễn nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân với nguyên Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 15. Tại kỳ họp này, đại biểu thống nhất miễn nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với ông Hà Văn Phúc, nguyên Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang. Tại cuộc họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang thống nhất cho ông Hà Văn Phúc, nguyên Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân do thay đổi công tác. Đồng thời miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Phúc do thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế. Trước đó, ngày 4 tháng 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang thống nhất cho ông Phúc thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Giám đốc Sở Y tế, thôi Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, thôi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 22 tháng 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có quyết định cho ông Hà Văn Phúc thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 8 tháng 3, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ký quyết định cho thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế đối với ông Hà Văn Phúc. Cũng trong ngày 8 tháng 3, ông Phúc có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 10. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt đảng đối với ông Hà Văn Phúc. Tại kỳ họp thứ 10, ngày 20 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hà Văn Phúc vì những sai phạm trong lãnh đạo, điều hành công tác phòng chống COVID-19, đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, kit xét nghiệm SARS-CoV-2. Những vi phạm của ông Hà Văn Phúc gây dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Sở Y tế Kiên Giang và cá nhân ông Phúc. In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, 4 đối tượng bị khởi tố. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng. Bộ Công an cho biết, đây là động thái mới trong quá trình điều tra vụ án hình sự buôn lậu, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội. Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Tuấn Nghĩa, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển vì Nhân dân, Kiều Thị Thúy, Kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Xanh Hòa Lạc và Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển, Đỗ Thị Hạnh và Nguyễn Thị Ngữ về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra kết luận hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi quyết liệt trong điều tra xử lý tội phạm. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, tại thành phố Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị giao ban lực lượng cảnh sát điều tra toàn tỉnh quý 1 năm 2023. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, 2 tháng đầu năm 2023, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, kéo giảm. Lực lượng cảnh sát điều tra toàn tỉnh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Công tác phòng ngừa điều tra xử lý tội phạm đạt được những kết quả tích cực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2023. Qua nghe báo cáo về tình hình tội phạm 2 tháng đầu năm 2023 và kết quả công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra xử lý tội phạm trong 2 tháng đầu năm 2023, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ ra những điểm còn tồn tại hạn chế trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, cần tập trung làm rõ nguyên nhân, bàn giải pháp khắc phục. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao cố gắng, nỗ lực, kết quả lực lượng của Cảnh sát điều tra Công an toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong điều tra, khám phá các vụ án, bảo vệ quyền lợi và cuộc sống bình yên của nhân dân. Để đạt và vượt chỉ tiêu công tác được giao trong những tháng còn lại của năm 2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trưởng công an các địa phương phải thật sự quyết liệt trong công tác chỉ huy, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý tội phạm.
Ông Nơi yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động bám sát địa bàn, tăng cường nắm bắt tình hình, dự báo tình hình để phòng ngừa, không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hoạt động theo kiểu xã hội đen, kiềm chế, kéo giảm các vụ án, phòng ngừa tội phạm lưu động, liên tuyến, không để phát sinh phức tạp và bị động bất ngờ. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị địa phương tập chỉ đạo triển khai giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, thực hiện mục tiêu kéo giảm 0,7% tội phạm về trật tự xã hội, tăng cường tuần tra kiểm soát. Ngoài ra, các đơn vị địa phương cần quyết liệt đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, triệt xóa các tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm ma túy, mại dâm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, tội phạm liên quan đến sử dụng rượu bia, chất kích thích. Thiếu tướng Nơi nhấn mạnh, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các đơn vị đẩy nhanh giải quyết nguồn tin về tội phạm, hạn chế tối đa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, vi phạm quy trình công tác, thực hiện tốt các công tác truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã, đẩy nhanh tiến độ giám định trong các vụ án, đảm bảo kinh phí, phối hợp hiệu quả trong hoạt động điều tra. Bán và giao đất trái thẩm quyền, một chủ tịch phường ở Quảng Ninh bị bắt. Thưa quý vị và các bạn, theo Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho hay, vừa thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Công Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Trung để điều tra về hành vi nhận hối lộ liên quan đến bảo kê nuôi trồng thủy sản trên vịnh Bái Tử Long ở thời điểm ông Thọ làm đội trưởng đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường. Theo dự kiến, chiều ngày 17 tháng 3, Thành ủy Cẩm Phả tiến hành các bước theo quy định xét kỷ luật cán bộ sớm nhất đối với Nguyễn Công Thọ. Trước đó, vào cuối tháng 9 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã khởi tố bắt tạm giam 6 cán bộ đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả về tội nhận hối lộ liên quan đến việc các hộ dân lấn chiếm vịnh Bái Tử Long để nuôi trồng thủy sản trái phép. Mở rộng điều tra vụ án trên, Công an thành phố Cẩm Phả đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Công Thọ cùng với tội danh trên. Theo tìm hiểu, được biết từ tháng 8 năm 2022, các lực lượng chức năng của thành phố Cẩm Phả đã tổ chức ra quân xử lý các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long. Đến nay, đã thực hiện tháo dỡ, di rời 56 trên 77 hộ, trong đó di rời 100% là 22 hộ, di rời một phần là 34 hộ. Đáng chú ý, trong quá trình xử lý, cơ quan chức năng của thành phố Cẩm Phả đã phát hiện nhiều cán bộ của địa phương này tiếp tay cho các vi phạm trên nên đã chuyển cho cơ quan công an vào cuộc điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.